Ví dụ 1 yêu cầu tính câu A là âm 1 đến 9 cộng 21 cộng với 1 đến 7 cộng với 14. Thế thì các em quan sát đây cho thầy. Thầy quan sát trong đây có 4 số hạng mà trong đó có âm 1 đến 9 và 1 đến 9 là hai số đối nhau. Mà tổng hai số đối thì bao giờ cũng bằng bằng 0. Cho nên ở đây thầy đã nhận định ngay ở bước 1 là đã có hai số là đối nhau. Sang bước 2, chúng ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán, tức là chúng ta đổi vị trí các số hạng trong tổng đại số này. Được chưa? Chúng ta sẽ đổi như sau, các em tập trung nhé. Nào, ví dụ 1 của thầy như sau. Câu A của thầy là âm 109 cộng với 21 cộng với 1 đến 9 cộng với 14 thì bằng, chúng ta đổi vị trí này. Thì thầy có là âm 109 thầy cộng với 109 thầy cộng với 21 thầy cộng với 14 và bằng âm 1 đến 9 cộng với 1 đến 9 là hai số nguyên đối nhau thì có tổng bằng 0. Thì bằng 0 cộng với 21 cộng với 14 là bằng 35. 0 cộng 35 của thầy là bằng 35. Ok chưa nào các em? Đó, các em rất lưu ý cho thầy như thế. Tiếp theo câu B nào. Câu B thì đầu tiên các em quan sát cho thầy như sau. Chúng ta có này, 15 này cộng 29 trừ 25 và trừ 29.